vô khác đi chỗ khác đi. Sao vậy? Nhìn thấy mặt cha này rồi quế thiệt, nhìn cái mặt ó đâm mà. Mỗi lần nói cái gì đâu có thọt cũng đâm vô hốc cho hang người ta không à. Trời, mệt quá ông ơi. Thì bây giờ mình cứ coi ổng như người vô hình đi. Mình bên đây mình nói gì mình đừng quan tâm là được rồi. Ông nói đó nha. Ừ thôi, ông không thích thì để tôi qua đó tôi ngồi cho. Ông ngồi, tôi ngồi đây đi. Vậy cũng được đi. Mình cứ nói chuyện này nó có liên quan tới gì đâu mà ông phải sợ. Qua đây. Từ từ rồi, có cái chuyện gì? Quay sát đây, sát đây. Có chuyện gì? Quan trọng. Chuyện gì? Hình con tôi nè. Trời đất ơi, hình con của ông đi hả? Ừ. Trai không? Chắc là nó giống mẹ nhiều hơn giống ông ha. Ông nói ý ông nó tôi xấu à? Thì nó giống mẹ nó mới đẹp vậy, chứ giống ông chắc nó buồn lắm. Ok, không sao đâu. Giống vợ tôi, giống tôi, sao nó đẹp mà được rồi. Còn con mình giống ai được, đẹp dễ thương là được rồi. Ừ. Tôi cũng có cho ông coi nè. Ủa, có luôn hả? Có chứ. Gói kỹ quá. Trời ơi, mày gói kỹ gì chứ. À, để nó đừng có hư, mỗi lần nhớ nó cứ mình lấy ra mình coi. Đó, trời ơi, coi. Dễ thương gì đâu á. Tôi con có đẹp trai quá vậy ta. Mũng mỉm nha. Đang vui thì nhìn qua bên đó thì là hết vui luôn thiệt luôn. Nhìn cái mặt nó đẹp như thiên thần gì nè. Ừ. Nhìn nó sáng ngời. Quay qua cái mặt nhìn nó em quý. Cất vô. Cất vô. Ê, mà con của ông á, không biết sao nha. Chứ con tụi nó giỏi lắm ông ơi. Giỏi lắm hả? Ừ. Rồi, nó giỏi sao kể tôi nghe. Tôi nói nghe em hết hồn liền. Sao? Nó thương tôi lắm. Ủa dạ, thương ông lắm hả? Nó thương cực kỳ. À. Nó không cho tôi làm bất cứ cái gì. Vậy đó hả? Nó chỉ nói ba bây giờ chỉ hưởng phước thôi. Ờ. Ba cứ nằm ba ngồi ở đó. Ừ. Hưởng phước muốn làm gì kêu con làm. Thậm chí ăn ngồi một chỗ nó tới nó đút cho tôi luôn. Thấy ghê chưa? Trời đất ơi nó thương ông dữ vậy hả ông? Ừ. Còn phước lắm á. Cái đó không biết là thương hay nó ác. Gì cha? Nó muốn trù ông liệt. Ông nói cái gì kỳ cục vậy? Ông nó mỗi lần nói ra là ông thọt kìa. Ông nói là ông thọt vòng thôi. Tôi ghét một kế ông là vậy. Ông tầm bậy tầm bạ không à. Ừ. Thôi bỏ ông đi. Nói gì là con ông thương ông thiệt đó. Ừ. Nhưng mà tôi nói ông nghe, không có bằng con tôi. Già cả rồi, thích ăn cái gì á, nó mua cho cái đó. Vậy hả? Có một bữa cắt cớ kêu ba thích ăn ổi xá lị. Vậy mà nó chạy ra nó mua một rổ ổi xá lị cho tôi ăn luôn. Cái thằng con của ông này còn ác hơn thằng con của ông kia. Sao? Một thằng thì trù ba nó bị liệt. À. Còn thằng thì trù ba nó bị ung thư bao tử. Cái gì? Ủa sao tự nhiên ung thư bao tử? Ừ, ông nói gì sao? Mấy sao từng tuổi này mà biểu mua một rổ ổi xá lị về ăn không ung thư mới lạ. Ông nói nè, có đừng nói chuyện. Cái chuyện gia đình tôi ông biết cái gì ông nói? Ông với mình không có hạp với nhau. Không có hạp? Không nói chuyện. Chỉ có tôi với ông là hạp với nhau. Nguyên cái đúng rồi, hai người hạp với nhau lắm. Mấy coi tính ngày nào tốt cưới nhau luôn đi. Nè, ông nói cái gì kỳ cục vậy? Hả? Ông nói cái gì kỳ cục vậy? Nói cái gì kỳ vậy hả? Thôi kệ đi. Bởi vì cái thứ mà không có hạp, có nói thì sao cũng không hạp. Nè, tôi với ông ấy hạp, thấy không? Tôi là tôi nói thiệt, vô đây gặp ông lần đầu là tôi thấy hạp liền luôn á. Bây giờ ông nói một cái cho nó đính chính luôn nè. Ừ. Ông tuổi gì vậy? À tôi hả? Ừ. Tôi tuổi mèo. Ông tuổi gì? Tôi tuổi tí. Mèo với con chuột mà hạp. Cái tuổi không có quan trọng. Đúng cái không? Mạng cái mạng mới là quan trọng. Cái mạng nó mới nói lừa hạp hay không? Ông mạng gì? Tôi mạng quả. Ông mạng gì? Tôi mạng thủy. Thủy sao? Lửa gặp nước mà kêu hạp. Mà không nói chuyện với người của nha. Không có ông ở đây đi. Không còn ở đây. Cũng may là chưa có đến cưới nhau, chứ không cưới nhau chắc 3 ngày đi vậy. Không nói chuyện với người của nha. Không còn ở đây đi. Không còn ở đây. Bây giờ tôi nói nghe, con tôi nó giống như là thiên tài vậy. Đấy, nó tới nổi da gà luôn nè. Con nổi da gà. Sao vậy con sinh ra nó làm sao mà người ta nói vậy vậy? Vừa mới chào đời thôi, nó làm một cái điều kinh khủng luôn mà, tuyệt hay lắm. Nó làm cái gì ông nói tôi nôn quá. Nó biết khóc luôn ông ơi. Trời ơi nó khóc giòn giả luôn, nó khóc hay lắm. Ôi vậy hả? Ôi trời, nó giỏi thiệt á. Trời ơi, nó giỏi thiệt á. Nếu nói vậy, tôi tưởng sao với con anh vậy nè, còn thua con tôi. Ủa thua con ông nữa hả? Con tôi nó mới sanh ra đời thôi. Ừ. Nó đã biết cười, biết nói. Cái gì? Vậy mới ghê. Mới sanh ra đời biết cười, biết nói. Ừ. Nó cười quá vậy cười luôn. Xong cái nhìn thẳng mặt tôi nó nói dễ thương lắm. Nó nói sao? À, ba. Ừ. Ba mua cho con cái nón sắt. Cái giáp sắt nè. Con ngựa sắt nè. Cái roi sắt nè. Cho con thêm cái lựu đạn sắt. Nó nổ tanh hay ông luôn đi. Cái gì vậy cha nội? Tôi nói không? Tôi nói tôi còn mệt. Tôi mà còn sức khỏe nha,
Tôi qua tôi nắm đầu tôi muốn ông nãy giờ là bấy xây. Ông nổ thế ớn luôn. Ông nghĩ sao vậy? Cái chuyện này là chuyện nổi tiếng của Thánh Giống, ai cũng biết hết. Mà ông dám ông gán cho cha con của ông. Anh đúng rồi, chuyện Thánh Giống mà. Còn ông đó. Hả? Ông còn xạo thế ớn luôn. Tôi xạo gì? Ông nghĩ sao con nít nào đẻ ra không khóc. Ủa, nếu mà ông dám gán cho con ông là thiên tài. Con ông mà không khóc là bây giờ ông khóc cho nó rồi đó. Nói vậy là đứa nào đẻ ra đời cũng khóc hả? Ê, kệ làm sao? Không nói chuyện, người vô hình. Đúng nha. Ông là chuyên gia sốc người ta thôi nha. Sốc thôi. Tôi sốc hồi nào? Thì những ai ông giải thích không phải lâm thuật thì là sốc. Nó bậy, ông nói tôi sốc mà tôi cãi. Tại sao cãi? Khi nào như thế này thì mới gọi là sốc. Cũng nói gì? Vậy nè, mới gọi là sốc, sốc nè. Thôi bình tĩnh đi. Thì ông làm tôi lên máu giống luôn. Không nói đi, bởi tôi nói thiệt mà. Cái dòng mà nó không có ưa nhau rồi nói vậy. Tôi thiệt, nó thẳng thắn một câu nữa. Nước sông không đục nước giếng. Đúng, được nước chưa? Sông không phạm nước giếng. Ở đây chơi là chơi cho tới nè. Chơi sao tới? Không chơi nước sông, không chơi nước giếng. Mà chơi tới nước biển luôn. Tôi với ông nước sông nước giếng còn mang lại nguồn nước ngọt cho mọi người. Nghĩ sao nước biển mặn chát có ai uống được đâu. Bởi vậy nghĩ sao chơi với nước biển chị cũng khoe. Nói là biết không đẳng cấp. Nước biển ở đây không phải nước biển thường, mà nước biển mà đây trong cái giới y khoa mà người ta nói là serum. Rồi cái xong tứ từng tuổi này làm biếng ăn thì có tiền mua serum về truyền vô cho nó khỏe. Còn không có tiền làm gì có serum để mà truyền. Có serum truyền không? Tôi chỉ có tiền mua siro uống thôi chứ serum là không đủ khả năng. Bỏ đi. Đang phơi nắng ra làm mất cái cảm xúc. Thôi đi vô. Đi vô trong làm cái gì? Rảnh cưa bơm chơi. Ê nè ông nội, ông bậy bạ nha. Cái đây cái gì dưỡng lão nha. Ông nghĩ sao ông cưa bơm đây hả? Hả? Ông biết ảnh hưởng tới mọi người, tính mạng mọi người xung quanh không? Nói nghe nè. Thằng này cưa bơm là có lý do. Sao có lý do gì? Lý do buồn gì? Quá vô đó cưa bơm có nổ chết thì biết tại sao mình chết. À. Còn ngồi ở đây coi hai thằng già kia nó cưa lựu đạn nổ mình bị chết lây, người ta gọi là chết oan. Ông nói chuyện cái gì kỳ cục vậy? Ý ông nói là tụi tôi nổ mà, xin lỗi ông nè. Ông nói rằng chuyện là rõ ràng đàng hoàng nghe chưa? Nghe chưa? Đừng có nói chuyện mà tào lao vậy nghe chưa? Bởi vì cái dòng này khó ưa mà tới bây giờ tại sao bây giờ không có ai mà chơi với ông được hết trơn trời. Còn ông nín đi. Tôi nín cái gì? Ông đừng nói nhiều ở đây nữa. Còn ông á, nó quăng ông vô viện dưỡng lão vậy. Ông không thấy ông đau hay sao? Ông đừng nói tầm bậy bạ nha. Ông nói là vậy là sao? Con tôi không có bỏ tôi ra đây nghe chưa? Còn ông đã bỏ ông ở đây, đừng có tự dối lòng nữa. Đi vô cưa bơm chơi. Ông Gia Khăn. Thôi được rồi. Mình đã coi ông là người vô hình rồi. Ông để ý làm gì? Nhưng mà ông xúc phạm con của tôi. Tôi nói ông nghe là thí dụ như tôi với ông Hạp nè. Tôi làm ông giận, ông tức lên. Tại vì mình Hạp con người ngoài, ta nói gì kệ người ta. Ông quan tâm chi cho nó mệt vậy? Đúng không? Bây giờ mình nhắc tới con cái, mình cảm thấy vui là mình cứ nhắc tới con cái. Không phải, tôi nói thật với ông nha. Con tôi là không bao giờ như ông nói đâu. Con tôi nó thương tôi lắm. Vậy đó hả? Ừ. Rồi bây giờ ông ngồi xuống này tôi kể chung nghe. Rồi ông ngồi xuống tôi kể chung nghe. Mà hỏi nè. Sao? Rồi mà sao con ông nó để ông vô trong đây vậy? Trời ơi, không có đâu ông ơi. Con tôi nó thương tôi lắm. Nó không phải như là ông già khằng kia ông nói đâu. Con tôi nó chăm sóc cho tôi rất là tử tế. Thậm chí tôi buồn cái gì là nó lo lắng hết sức. Vậy hôm bữa nha, tự nhiên nó về nó nói tôi sao? Bà ơi, ba cứ tắm rửa sạch sẽ nha, rồi chút xíu nó còn chở ba lên Sài Gòn chơi. Trời, tôi nghe tôi mừng quá không? Tôi nói họ để ba vô ba sửa soạn đồ đạc. Nó hỏi cần tụi con soạn sẵn cho ba hết trơn. Con với vợ con soạn sẵn hết rồi. Ô, tôi nói đưa ba đi du lịch. Tôi đi vòng vòng. Tôi họ cái mệt quá. Nó chở tôi vô trong ở đây nè. Ở trong đây hả? Ở trong đây nè. Nó nói là ba ngồi đây đi. Để con vô con lấy nước cho bà uống. Đó, cái tôi nói con cứ đi lấy nước, bà ngồi đây bà chờ. Đó, cái xong rồi cái nó đi vô. Nó đi vô cái ông biết không? Đi vô cái tôi ngồi tôi chờ. Đó, tôi ngồi tôi chờ hoài. Cái tôi khát nước không? Cái tôi mới rón rén tôi đi tới tôi vô cái phòng bảo vệ á, để tôi định xin miếng nước tôi uống. Cái này tôi không phải là cố ý nghe lén nha ông. Tôi tình cờ tôi tới tôi nghe thôi. Tôi nghe cái có tiếng rù rì bên trong. Đó, cái tôi mới nép người qua cái cửa.
Tôi nghe có cái giọng nói bên trong của một người thanh niên. Người ta nói với ông bảo vệ: anh bảo vệ ơi, anh ra anh coi coi có cái ông già ngoài kia, ông đang ngồi ngoài gốc cây kia. Tôi thấy tội ông quá, ông cứ đi ngơ ngơ ngáo ngáo ngoài đường á, rồi giống như là bị bệnh tâm thần vậy đó. Coi coi là đưa ông vô đây, tôi thấy vậy tôi mới đưa ông vô đây đó. Ông thấy chưa, cái xong một cái bóng người đó đi ra, chạy vụt ra đó. Khi tôi thấy tôi nép vô cái cửa sổ đó, nép vô cửa sổ, cái chàng thanh niên đi ra đó. Cái tôi mới nhìn cho chàng thanh niên đó. Ông biết người thanh niên là ai không? Ai mà tốt bụng vậy? Là con trai của tôi đó. Là con trai của tôi đó. Tôi đi luôn không? Tôi chờ, tôi chờ nó hoài. Đi, có cho tôi đi du lịch trong đây luôn không? Không đón luôn. Khốn nạn mà. Nếu nó mà là con của tôi đánh chết mẹ nó luôn. Còn tôi nó hư, tự nhiên đánh vợ tôi làm cái gì? Thằng nó bỏ đi, thằng nó thằng bất hiếu, không xứng đáng làm con ông. Không phải đâu, chắc tại gia đình không khó quá ông à. Ông đừng nghĩ tới thằng con của ông nữa, đừng quan tâm tới nó nữa. Nó bất hiếu, đời sau nó sẽ chịu trách nhiệm của nó. Đừng quan tâm tới nó nữa, không phải khóc gì nó. Kể chuyện vui đi, kể chuyện thằng con của tôi. Thằng con của tôi nó cũng bất hiếu, nó thương tôi lắm. Tôi với nó sống với nhau, hai cha con sống vậy đó, thì nó thương tôi lắm. Cứ đi làm về là đúng 6 giờ là có mặt ở nhà. Bữa nào mà lỡ không có chuyện á, mà có công việc á, trễ 5 phút nó cũng phải gọi điện thoại cho tôi. Tôi nhớ bữa đó nó gọi điện thoại tôi, nó là: ba ơi, chiều nay con đi làm về rồi, con dẫn bạn gái con về ra mắt ba. Khi tôi mới nói rồi được rồi, vậy cứ dắt vậy đi, bây giờ ba ra ngoài chợ ba chuẩn bị đồ ăn để đón bạn gái con. Tôi cúp điện thoại tôi chạy ù ra ngoài chợ, tôi mua mấy cái món mà con tôi nó thích, như là canh chua cá lóc nè, canh chua cá lóc nè, ba khía, ừ, rồi thịt luộc chấm mắm nêm. À, rồi tôi chạy về tôi làm đúng 5:45 là tôi bày hết trên bàn rồi. Xong hết rồi ha? Xong hết, tôi chờ nó về. À, 6 giờ nó cũng không về. Không, thì nó chở bạn gái nó sao? Đúng rồi, tôi cũng nghĩ như ông. À, rồi tới 7 giờ nó cũng chưa về. Tôi cứ nghĩ chắc có lẽ nhà bạn gái nó xa, tôi cũng nghĩ như vậy để mình đỡ lo. Ừ. Rồi 8 giờ nó cũng chưa về. 9 giờ, tôi đợi tới 9 giờ nó cũng chưa về. Rồi tới 10 giờ, điện thoại tôi nó reo lên ông ơi. Ừ. Tôi dở ra, đúng số thằng con trai tôi nó gọi tôi. Ừ, đó. Tôi cầm điện thoại, tôi bắt máy lên con. Tôi kêu: con, sao con đi khuya vậy? Ba chuẩn bị hết đồ ăn rồi. Ừ. Con về đi, nếu con nguội, ba hâm nóng lại cho con ăn. Ừ. Bên kia trả lời ông. Nó trả lời sao? Nó trả lời sao? Con tôi nó không có trả lời. Vậy chứ ai trả lời? Còn một cái giọng của một cậu thanh niên còn trẻ lắm. Ừ. Cậu nói là con bác bị tai nạn, bác vô bệnh viện, bác nhận xác con bác đi. Tôi đau, tôi đau lắm ông. Tôi chưa kịp biết mặt vợ sắp cưới của nó, chưa một lần được nhìn con mình, thì bỏ tụi nó đi. Tôi buồn quá. Tôi vô trong viện dưỡng lão này, tôi gặp được mấy ông, tôi cũng cảm thấy đỡ buồn. Hehehe
thuốc nổ nó ẩm hay sao vậy? Tự nhiên hai cái lựu đạn này nó xịt hết. Sao sao? Có chuyện gì buồn tâm sự nghe coi. Có buồn không tâm sự với ông đâu. Tôi đã nói rồi, cái thằng con ông là cái thằng bất hiếu. Nè, tôi nói cho ông nghe nha, con tôi không bất hiếu nha. Nha, con tôi là cục vàng nghe chưa? Cục vàng? Nếu mà nói cục vàng á thì con của ông này, còn con của ông cũng là cục, nhưng mà là cục màu vàng. Nè, ông nói chuyện đàng hoàng nha. Tôi không muốn gây lộn, nhưng mà ông nói chuyện đàng hoàng lại nha. Tôi cũng chẳng muốn nghe gây lộn với ông đâu. Thôi, không thèm nói chuyện với ông. Thôi, nghe. Nè, ông thấy chưa? Ông thấy chưa? Ông mất lịch sự không? Nó nói chuyện với mình mà đang nói chuyện mình, đang cãi lộn mình mà ông đem ông mở nhạc không nghe gì. Mất lịch sự không? Bình tĩnh đi. Nó cái gì kỳ cục vậy? Tôi, ông bỏ đi. Ông bỏ ra. Ông muốn làm gì? Nội ơi, con nhớ nội nhiều lắm. Con muốn vô thăm nội mà ba mẹ con không cho. Ông làm cái gì vậy? Thì ra ông cũng bị con cháu nó đuổi vô đây mà lúc nào cũng bày đặt. Tôi tưởng ông hạnh phúc nhất, rốt cuộc cái lòi cái này á mới biết ông không khác gì tôi hết á. Xin lỗi ông, con trai tôi không bao giờ đuổi tôi vô đây nghe không? Không rõ quá rồi còn thiên sức cái gì nữa. Con ông nó đuổi ông vô đây. Tôi nói là không có. Vậy tại sao ông vô trong đây? Nó quăng tôi ra ngoài đường rồi tôi tự tìm đường vô đây. Nói cái gì phải rõ ràng cái đó. Cái này là tôi tự tìm đường vô. Thằng con trai của tôi đời tôi chỉ có một thằng con trai một. Khi vợ tôi mất đi thì nó cũng vừa lên 2 tuổi, vừa làm mẹ vừa làm cha. Nuôi nó lớn lên rồi lo cho nó ăn học để nó thành tài, nó lên Sài Gòn nó đậu kỹ sư, rồi đến lứa tuổi nó lấy vợ tôi vui lắm. Rồi đến ngày hai vợ chồng nó có đứa con tôi mừng lắm. Nhưng rồi mọi chuyện nó lại bước qua một bước ngoặt khác. Đó là một lần tôi trông cháu nội, tôi lỡ làm cho thằng bé nó té. Mẹ té có nặng không? Nặng chứ. Tôi bị cái gì vậy? Gãy tay gãy chân hả? Không phải. Chứ nó bị cái gì? Nó trầy đầu gối. Vậy thì đâu có gì nặng đâu. Gặp với tôi như vậy là quá nặng rồi. Cả đời tôi không bao giờ cho con trai tôi té. Nhưng cái mà đau nhất nó không phải là vết trầy đâu. Vào cái đêm hôm đó tôi đi ngang qua phòng của vợ chồng đó, tôi nghe con dâu tôi tâm sự với thằng chồng tôi đau cả lòng. Anh coi, ba nó già rồi, ông không làm gì được nữa thì kiếm cái chỗ khác cho ông ở đi. Ở đây chật nhà, rồi có ngày ông giết chết thằng nhỏ đó. Vậy mà đau nhất là thằng con trai tôi. Sau khi nghe thì con vợ nó nói, nó hùa theo nó nói, đúng rồi, dạo này ba anh lẫn rồi, chắc cho ông lên đường quá. Cuối cùng tôi không thể để cho nó chờ ngày nó đuổi tôi mà tôi tự tìm được. Tôi đi ra khỏi nhà rồi tôi vô đây. Khi vô tới đây rồi tôi mới hiểu rằng trong viện dưỡng lão này mỗi người một số phận. Anh thì được hạnh phúc, được con cái chăm sóc lo lắng, còn ông thì con nó bỏ bê giống như tôi. Thôi thì vô đây rồi, chúng ta hãy cùng sống với nhau một cách hòa thuận nhất, đừng gây nhau nữa, đúng không? Tôi xin lỗi nha, những gì tôi gây ra từ trước tới giờ. Xin lỗi nha ông bạn. Ê, nhưng mà nói gì nói nha,
ông vẫn có phước hơn hai tụi tôi nhiều. Phước gì? Là ông còn có đứa cháu. À đúng rồi, ông đúng còn đứa cháu. Tôi với lại cái ông anh này coi như là thua rồi. Ông còn có đứa cháu nó thương ông, nó còn gửi đồ rồi gửi cái nhạc vô cho ông nghe. Ông còn muốn cái gì nữa? À, nếu vậy thì hai ông nghe nè, cái bài nhạc nó mới vừa gửi hôm qua tôi chưa kịp mở. Thì sẵn thì bây giờ thôi, để tôi mở cho cả ba mình cùng nghe ha. Ừ, mở đi. Ăn phạ ngồi đi, ăn phạ. Thôi, nghe cháu con hát. Ừ. Trời, hạnh phúc quá trời. Nội ơi, lớp con có tổ chức văn nghệ. Con mới tập bài hát này, hay lắm. Giờ con hát cho nội nghe, để lúc nào nội cũng nhớ đến con nhé.